hai mẫu bát 40 giá siêu rẻ và chất âm cực kỳ hay luôn. Bát 40 Martin từ 190 con 76, bát 40 giờ xếp từ 190 con 76. Các bác cùng chọn mua hai cái mẫu này nhá. Hôm nay em gửi cho một bác khách ở trong tỉnh Long An. Bác ý về giáp loa full 40. Các bác có thể giờ chơi bộ combo này giáp vào loa kẹo kéo hoặc là các dòng loa full. Đây là tép 450 BNC từ 120 cùng 14. Đây là tép 450 nhá, để chơi với bát 40. Thì các bác có thể chơi cấu hình này là cấu hình gia đình và cấu hình loa kẹo kéo. Còn cấu hình mà sự kiện thì chơi tép có thể to hơn hoặc là bộ khủng hơn. Đấy. Còn phân tần này là phân tần BA95. Phân tần này BA95 của bóng cầu chì chống cháy. Anh em có thể giáp bon này thì phân tần này thì bọn em cũng đang giáp loa rất là nhiều, và một bát, một check và hai bát, một check đều được. Phân tần BA95 là ngành tiếng hay lắm. Và cái bát 40 Martin từ 190 con 76. Xương nhôm đúc và gân vải tẩm dầu hai gân. Đấy. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu về hai mẫu và báo giá cho tất cả các bác để cho các bác biết đến cái mẫu này rất là rẻ luôn. Và chất âm của nó thì em bán mẫu này 6 năm nay ở cửa hàng nha các bác nha. Và chất âm của nó cực kỳ hay nên khách hàng rất là thích. Bát 40 Martin từ 19 con 76. Tất cả cái combo này chỉ có giá là 2,5 triệu một bộ combo này, được bao ship gồm có bát, chép, phân tần. Anh em lấy hãy liên hệ trực tiếp cho em. Còn tiếp đến là nếu mà khiếu so sánh giá với cặp bát 40 giờ xếp và cặp bát 40 của Martin thì cặp bát 40 Martin ở đây là 1,6 triệu bao ship nhá. Đây là bát 40 Martin. Còn đây là bát 40 giờ xếp từ 19 con 76, xịn hơn một chút. Ít bác có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí thanh nhiệt, màng sân. Màng sân nhưng các bác nhìn màng sân này. Gân ba gân này, màng sân dầu bóng rất là đẹp luôn, chất lượng. Con này nếu mà nói đến tiếng bát thì nó rất là mềm và hàng nó đẹp mà chất lượng âm thanh hay. Con này có giá 1,9 triệu một đôi bao ship. Thì anh em có nhu cầu thích dòng giờ xếp hay là dòng Martin, hãy liên hệ trực tiếp cho bên cửa hàng em để đặt mua một bộ combo để giáp loa kẹo kéo hoặc giáp loa full hoặc là chơi karaoke gia đình. Hôm nay bên cửa hàng em xin chào tạm biệt và hẹn anh em trong clip mới nhất nha.